Dinh dưỡng, tập luyện và tâm lý là ba trong số những yếu tố quan trọng nhất tạo nên thành công trong thể thao cho các vận động viên chuyên nghiệp. Trong đó, ở những nền thể thao phát triển, dinh dưỡng được chú trọng đầu tư đặc biệt. Các vận động viên đẳng cấp thế giới luôn có những chế độ ăn uống chuyên biệt, với thực đơn hàng ngày được thiết kế phù hợp với thể trạng, khả năng hấp thụ, thói quen ăn uống, cũng như nhu cầu dinh dưỡng phục vụ từng giai đoạn trong chu kỳ huấn luyện, thi đấu nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Theo nghiên cứu của Trường Đại học Chicago, Mỹ, chế độ ăn uống của vận động viên luôn được thiết kế phục vụ mục tiêu dài hạn, hỗ trợ tăng trưởng và đáp ứng nhu cầu tập luyện thể thao hàng ngày, và ngắn hạn, phù hợp với từng giai đoạn tập luyện, thi đấu cụ thể. Các vận động viên thường ăn 5 bữa mỗi ngày, gồm 3 bữa chính, sáng, trưa, chiều, và 2 bữa phụ. Trong đó, vận động viên dùng bữa chính khoảng ít nhất 3-4 giờ trước khi thi đấu để có thời gian tiêu hóa. Nếu không thể dùng bữa chính, do đặc thù lịch thi đấu, các vận động viên có thể ăn bữa phụ khoảng 1-3 giờ trước thời điểm tranh tài. Vận động viên quốc tế được đảm bảo chế độ dinh dưỡng đa dạng, nghiêm ngặt, với món ăn giàu protein và carbohydrate, tránh thực phẩm có chỉ số đường huyết cao và thức ăn ngọt ngào. Bữa sáng đóng vai trò quan trọng, cần bổ sung nhiều calo và carbohydrate, trong khi bữa trưa và tối cần kết hợp các loại thịt, cá, rau và thức ăn giàu tinh bột như mì ống, gạo, khoai tây, đậu, bông cải xanh để cung cấp năng lượng và phục hồi cơ bắp. Đặc thù của thể thao chuyên nghiệp là cường độ tập luyện và thi đấu rất cao, đòi hỏi vận động viên phải tính toán việc nạp calo và carbohydrate liên tục. Các thực phẩm với hàm lượng dinh dưỡng chứa các chất này sẽ được điều chỉnh linh hoạt để đảm bảo vận động viên không cảm thấy ngấy, đồng thời dễ tiêu hóa. Bữa ăn có thể chia thành các phần nhỏ để tránh cảm giác đầy bụng, giúp vận động viên duy trì cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể suốt cả ngày. Mặc dù có những ví dụ xuất sắc như vận động viên bơi huyền thoại Michael Phelps, người đã giành 23 HCV, 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng tại Olympic 2008 với một chế độ ăn uống khủng khiếp lên tới 12.000 calo mỗi ngày. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn cần phát triển một chiến lược dinh dưỡng rõ ràng hơn cho vận động viên chuyên nghiệp. Khái niệm phát triển khoa học dinh dưỡng vẫn chưa được coi là quyết định quan trọng trong việc nâng cao thể trạng của các vận động viên Việt Nam. Điều này đòi hỏi sự chú trọng đến chế độ ăn uống của họ cũng như nâng cấp kiến thức về dinh dưỡng. Ví dụ về chế độ ăn uống của Michael Phelps tại Olympic 2008 bao gồm 3 bánh mì kẹp trứng với format rau diếp, cà chua, 5 quả trứng ốp lết, 3 bánh mì nướng và 3 bánh sô-cô-la vào bữa sáng. Bữa trưa của anh ta bao gồm 0,5 kg mì Ý, 2 bánh mì kẹp thịt cỡ lớn và nước tăng lực. Bữa tối, Michael Phelps ăn 0,5 kg mì Ý, 1 bánh pizza và uống nước tăng lực để phục hồi sau những hao tổn cơ bắp. Tổng cộng, anh ta cung cấp cho cơ thể khoảng 8.000 đến 10.000 calo mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu trong 5 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, chế độ ăn uống của Phelps cũng phải điều chỉnh dựa trên lượng calo anh tiêu thụ trong các giai đoạn thi đấu khác nhau. Tại Olympic 2020, nhà tổ chức Nhật Bản đã đầu tư mạnh mẽ vào việc cung cấp chế độ dinh dưỡng đủ cho vận động viên mỗi ngày, bao gồm việc thiết kế khoảng 48.000 bữa ăn hàng ngày. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Olympic có các món ăn không chứa gluten được đưa vào thực đơn của vận động viên, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến dinh dưỡng cho vận động viên trong thể thao chuyên nghiệp.